Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với bạn một cái tính năng mới mà Facebook vừa mới giới thiệu và cũng như là đang thử nghiệm. Đó chính là cái tính năng cho phép các bạn có thể là sử dụng những cái tài khoản mạng xã hội của bố mẹ, phụ huynh để giám sát cái tài khoản mạng xã hội của con cái các bạn. Và khi mà cái tài khoản của con các bạn đồng ý tham gia cái chương trình giám sát này thì các bạn sẽ có một cái vài những cái quyền khi mà sử dụng cái tài khoản mạng xã hội của phụ huynh để giám sát cái tài khoản mạng xã hội của con cái các bạn hoặc là bất kỳ một người nào đồng ý tham gia cái chương trình giám sát thử nghiệm này ở trên Facebook. Và để sử dụng được tính năng này thì đầu tiên các bạn cần phải cập nhật cho cái tài khoản Facebook của các bạn lên cái phiên bản mới nhất bằng cách là các bạn có thể là vào cái cửa hàng CH Play hoặc là cửa hàng App Store. Sau đó thì các bạn sẽ tìm cái ứng dụng là Facebook. Ở đây thì các bạn có thể là cập nhật cho Facebook của các bạn lên cái phiên bản mới nhất và các bạn mở ứng dụng lên. Ở trong cái ứng dụng này các bạn muốn sử dụng cái tính năng đó là quyền giám sát thì các bạn có thể là vào phần menu cài đặt trang cá nhân. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là phần đó là cài đặt và quyền riêng tư. Sau đó các bạn chọn là mục là cài đặt. Ở trong mục cài đặt và quyền riêng tư này, nếu như các bạn đã cập nhật cho Facebook của các bạn lên cái phiên bản mới nhất rồi thì nó sẽ có cái giao diện như thế này và nó sẽ có thêm một cái mục nữa đó là công cụ và tài nguyên. Ở đây nó sẽ có một cái mục đó là giám sát. Các bạn bấm vào phần này. Ở trong cái mục giám sát này thì khi mà con cái các bạn chấp nhận tham gia cái lời đề nghị là tham gia cái chương trình giám sát ở trên Facebook và Messenger thì các bạn sẽ có những cái quyền như sau. Thứ nhất là bạn sẽ biết được bạn bè ở trên Facebook của cái tài khoản được giám sát, người liên hệ ở trên Messenger và cái tài khoản được giám sát là sẽ biết được là chat cùng ai và những người mà cái tài khoản giám sát đã chặn. Thứ hai là bạn sẽ xem được một số những cái cài đặt quyền riêng tư và nhận thông báo về trải nghiệm giám sát. Thứ ba là bạn có thể là biết con bạn dành bao nhiêu thời gian trên mỗi ứng dụng và có thể đặt lịch giải lao. Và thứ tư là bạn sẽ không thấy được cái tài khoản mà bạn đang giám sát, những cái nội dung đoạn chat của cái tài khoản đó và những gì cái tài khoản đó tìm kiếm và những cái nội dung mà không dành cho mình. Và lúc này thì các bạn nhấn vào cái mục đó là tạo lời mời. Sau khi các bạn nhấn vào mục là tạo lời mời rồi thì ở đây nó sẽ có một cái phần là cái mã để các bạn có thể là thiết lập. Các bạn có thể là đăng tải cái mã này lên cái bảng tin ở trên trang Facebook cá nhân của các bạn. Và nếu như mà con cái các bạn hoặc là bất kỳ một người nào tham gia cái trải nghiệm này, họ sẽ bấm một cái đường link và chấp nhận. Thì khi đó thì cái tài khoản giám sát và cái tài khoản bị giám sát nó sẽ có những cái quyền và lợi ích như thế. Rồi, các bạn có thể là sao chép cái đường link hoặc là chia sẻ lên cái phần lân cận. Các bạn có thể là gửi qua tin nhắn SMS hoặc là gửi qua số điện thoại. Hoặc là các bạn cũng có thể là chia sẻ lên những cái mạng xã hội khác. Trên đây là mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mới mà Facebook vừa mới cập nhật và cũng như là đang thử nghiệm. Đó là chính là cái quyền giám sát của phụ huynh. Khi mà các bạn đồng ý tham gia cái chương trình này thì các bạn sẽ có một số những cái quyền và trách nhiệm để tham gia vào cái chương trình là giám sát cái tài khoản Facebook của phụ huynh.